nhưng mà nó dài, nó là cái đầm. Thôi không biết nhảy sexy đâu. Trời ơi, nhảy sexy là ói hết cà rum á. Nghĩ gì mà kêu tôi nhảy sexy vậy? Không biết nghĩ gì luôn. Uống thuốc say xe rồi. Không biết nhảy sexy mà. Hôm bữa tôi kêu nhảy, mặc đồ hợp lý tôi kêu nhảy thì cản tôi. Hôm nay đợi tôi mặc mặc đầm rồi kêu tôi nhảy. Sao nhảy đây? Không ai đồng ý. Không ai cũng cản hết, đừng đổ thừa, tôi nhớ hết nha. Xạo, không hề chút phản, thành phản đối đầu tiên nè, chút nhớ hết luôn. Không biết nhảy sexy mà. Muốn ói hết cả room hay sao chứ? Slow motion hả? Ủa sao vậy là slow motion rồi? Chút bị say chè. Say chè nữa rồi. Hết bài gì ta? Suy nghĩ bài gì à? Christmas đi. Có mấy bài hát hoài đúng không? Đi chưa thuộc. Trà sữa say mà. Mấy người này sĩ tôi tới khi mấy người uống rồi mấy người cũng bị say. Tôi bệnh nhiều rồi. Kiểu hồi trước tôi qua uống trà xong bị say. Cái ai cũng sĩ kiểu trời uống trà sữa cũng say. Tới khi ai uống cũng say hết trơn. Khỏi nhảy sexy à? Ủa bắt đầm mà. Nhảy bài gì? Không có hợp lý gì hết trơn á. Uống không, uống bia là nó say kiểu khác, còn say trà là say kiểu khác. Say trà là kiểu nó bị bụng rỗng tay chân á, thấy không? Kiểu như là bị gọi là gì ta? Run tay luôn á. Vũ điệu hoang dã. Vũ điệu hoang dã. Dễ sợ thiệt. Bị quéo. Đúng rồi, bị quéo. Nghe có vẻ hợp lý á. Bị quéo. Ê chào anh Hải. Gì chữ chào gì à? Ủa, quán nào cũng có. Ông thử uống trà sữa ô long thử coi. Bần thần. Đúng rồi, không. Bần thần với lại kiểu như là tay chân rã rời. Rung rung. Rồi kiểu như buổi tối còn bị mất ngủ. Uống buổi tối là không ngủ được luôn á. Ủa mọi người chưa bị hả? Uống thử đi, ai cũng bị cho con. À không, nhưng mà ví dụ ai mà uống được cà phê thì không bị. Vậy như uống cà phê chứ cũng bị á. Nó cứ say say sao, khó chịu lắm. Uống trà ô long á, kiểu như uống mấy cái trà sữa mà nó pha bằng mấy cái ô long rồi trà đen đó, nó bị say á. Em nói cho ai cũng sĩ em luôn, tới hồi uống thử rồi là biết nha. Kiểu ngồi độc thính. Vậy là ông không bị say rồi. Nó cũng giống say cà phê á. Mà cà phê chắc say hơn. Cà phê em uống không được luôn. Uống trà là em đã say rồi. Cho nên uống nói uống cà phê là chắc nằm biệt luôn á. Hả? Cái gì? Nói gì không hiểu ta.
Say với thính rồi chứ. Mặc đầm có xem nhảy hoài hả? Em mặc đầm hả? Em mặc đầm nhảy hoài hả? Đúng rồi, xạo ha, lo ha. Suy nghĩ cái bài gì? Noel đó, hôm nay là gần Noel rồi nè, mình phải hát bài Noel. Hôm nay mà áo đỏ cho nó Noel nè. À, ai cũng nói vậy. Trời ơi. Thì ra tôi phát hiện rồi nha, bị lộ chân tướng rồi. Thả thính kiểu này là tiêu rồi. Ê hi hi. Tối nay hả? Tối nay bận mất tiêu rồi. Anh mong có toàn hiện những hôm chút bận và những hôm có show. Mai hả? Mai đông lắm. Mặt đầm có xem nhảy hoài, em mặt đầm nhảy hoài hả? Em suy nghĩ bài gì đây? Bài gì mà mặt đầm nhảy được? Mai, mai Noel ngồi đường đông lắm. Ai đang mở đường? Hẹn nào mở đường? Mai về bảo sao đi với gái rồi đấy chứ. Trời ơi, tổn thương. Mai giận là chắc nhiều người bỏ tôi. Bởi vậy mai tôi đã đăng ký show 5 giờ rồi mà vẫn bị bỏ. Tôi biết là buổi tối là mọi người đi chơi cho nên tôi phải show 5 giờ. Kiểu gì sẽ đi chơi với trai. Thì không? Hát bài cho có không khí Noel cái coi. Bài gì? Thành lại. Đúng rồi anh Vọng. Sẽ quá. Chúc biết rồi, nghe vậy thôi cho chúc biết. Tự rơi thính. Jingle Bell à, Jingle Bell không thuộc đâu. Á, à, chắc thuộc nhưng mà không biết. All I want for Christmas chắc chị không thuộc quá. Phổ gì vậy? Thôi hết bài Last Christmas đã nha. Ngày nào cũng hát luôn. Mày thôi kệ, lâu lâu mới được dịp hát đúng không? Một năm chỉ được có một lần thôi. Hát đỡ nha. Sao Miu? Cái gì? Anh Văn có nói gì vậy? Dắt ra đâu? Không hiểu, chứ là không có tập kịp rồi, không có theo kịp rồi. Ai tóm tắt lại cho chú với.
Không biết ai bị bắt á.
Trời, nãy hát mà kiểu như là đầu óc cứ hai hai hai. Chết rồi. Hát không hay rồi. Ok, sao ổ xạo dễ sợ. Đúng xạo luôn á. Không thể chấp nhận được. Bà già Noel nào không có. Nay chỉ mặc áo đỏ thôi, chưa có mũ. Hả? Phòng số 1 và phòng số 6 là sao? Không kiểm soát được tình hình rồi. Đang nói gì ta? Hả? Cái than cuốn gì? Em bắt cóc hả? Em bắt cóc em hả? Hôm nay hay ngày mai để em biết em né. Thiên cố hả? Vậy thì nhảy xuống. Chào chào Khanh. Bài gì? Feel Feliz Navidad. Giờ em mới biết. Không, mà em không thuộc bài đó rồi. Cúp điện thang máy. Thì chốc nhảy xuống. Ước tặng gì hả? Tặng gì giờ ta? Suy nghĩ đã. Chưa biết tặng gì. Nhảy đường nào hả? Đập kính nhảy xuống. Đập kính nhảy xuống. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ê, cảm ơn Thành. Quà Noel đầu tiên luôn. Mọi người chưa bao giờ được tặng quà Noel luôn á. À, có hồi nhỏ thì mẹ chúc tặng, mà lớn rồi hết được tặng quà Noel rồi. Jingle bell, jingle all the way. Cảm ơn Thành. Hi hi. Rồi kính ra xô xuống luôn. Giờ mọi người có muốn nghe nhạc Noel nữa không? Hay là nghe nhạc hát, muốn nghe bài gì? Mày hát bài gì? Kiểu hát nhạc quậy quậy tới cũng được. Kiểu bình thường. Ê, bây giờ đang hát hay quá. Thả thính hả? Không biết thả thính. Chúc không biết thả thính, chúc hiền lành lắm. Chào cạnh bảy. Ê hi hi hi. Ngứa tay quá. Mr. Tall. Mr. Tall, chú hát không hay. Sẽ Thành bị khóa rồi. À nhớ. Cảm ơn Thu Ngân. Quảng cáo. Quảng cáo gì vậy Thành? Quảng cáo gì mà để bị cấm chat vậy? Cười ghê luôn á. Mọi người muốn nghe bài gì đây? Bao nhiêu tuổi hả? Chú 21 tuổi. 21 thôi nha. Anh nhớ anh xe vô. Chỉ còn những mùa nhớ hả? Thôi bà đã buồn quá à. Rồi em đang kiểu bị say trà hát cái bài đó không được đâu. Hát bài này quậy quậy đi. Điện máy xanh. Điện máy xanh hả? Điều anh biết.
làm tốt là đau lòng nhất trong ngày luôn các thiệt á. Ông này biết cơ. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mai ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có cả một người bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền là cho biết tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tôi bơi lúc em rời xa cho đây em dần. Nhột ngáo nước lạnh người mặt.
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì em đã cho lỡ đắm say. Anh không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau khi gặp cảnh sóng gió. Dù mai sau khi dòng đời có cuốn xoay. Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Từ đôi mắt anh có biết trong em muốn nói điều gì. Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã từ ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây em muốn bên anh suốt đời. Vì em anh như người điên mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì em đã cho lỡ đắm say. Anh không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp tình sóng gió. Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay. Dù nhà má đêm vẫn nắm tay bên ngày ta bắt đầu. Cái gì xấu hơn tóc trước? Tóc trước làm xong rồi xấu hơn rồi chứ. Thôi mọi người ngưng bàn về tóc đi mà. Đủ rồi. Tổn thương đủ rồi. Xin chào cả nhà, trừ tôi ra. Đây như ngày mọi người sỉ nhục mình chút hay sao ấy. Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang, em vẫn cứ dịu dàng, vẫn muốn bên anh thật lâu. Phút đầu tiên anh đã lấy mất đi linh hồn. Người làm em xôn xao còn tim ngỡ ngàng. Vì anh em như người đến mất trí. Vì anh em như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì em đã cho lỡ đắm say. Bên không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp cảnh sóng gió. Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay. Thì nhân ai vẫn nắm tay anh như ngày ta bắt đầu. Vì anh em như người điên mất trí. Vì anh em như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì em đã cho lỡ say. Anh không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia sóng gió. Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay. Dù nhắm mắt em vẫn nắm tay anh như ngày ta bắt đầu. Vì em anh như người đến mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì em đã cho lỡ đắm say. Anh không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp cảnh sóng gió. Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay. Thì em vẫn nắm tay anh như ngày ta bắt đầu. Ủa tóc trước là tóc thẳng thì phải mượt hơn rồi. Thôi đâu có chê nữa mà buồn rầu quá. Bài gì? Bài Du Bình Long Nguyễn Học. Hôm nay em đang hát dở quá à. Thôi mà, mọi người đừng làm chút buồn nữa mà. Lên gì đâu, toàn chê rồi toàn sỉ nhục toàn gì tôi không. Đừng có sĩ nữa coi. Không có khen. Đâu? Anh Long Na xin bài gì? Giờ ai khen mới cho nha. Kiểu xin bài gì là phải khen mới cho nha. Ai chê là không có.
Không hết đâu. Chị sinh năm 95. Sao? Chào xin. Thân thiêu. Tôi mệt quá mẹ. Ngân sĩ nhục. Cảm ơn Nguyên Trần. Sao? Snowflower. Thì Ngọc nãy giờ có khen không? Khen thì khen thì hết. Có bà hả? Snowflower là bà hoa tuyết đúng không? Bà hoa tuyết. Giờ phải ai khen tôi mới hết nha. Chê nãy giờ là buồn rồi. Chê là không có chịu hết đâu. Này thân thiên rồi chứ. Ủa tóc này giống tóc chút nè. Chứ sao không ai chê mà tự nhiên chê tóc tôi. Ê chê luôn á. Lòng yêu hắn tìm theo dấu chân trời, nơi đã có đôi ta ngày tháng qua. Bàn tay này như ngủ say, tựa vào bàn tay anh hao gầy. Dù chưa bao lần em đến bên người, nhưng nước mắt trên mi lại rơi. Và cơn gió buốt xa như trái tim mùa đông. Trần đông bước qua cho thu vụ sâu. Tìm nào thấy lá giữa trên con đường quen. Anh sẽ ra đi mang bao kỷ niệm. Và em không thể giữ lại từng hạt tuyết rơi trắng trên lối đi xưa nào. Trời, trọn đời dẫu cho anh em không cần hỏi tiếc. Nói đâu trái tim yêu đôi đêm từng đêm cất sâu. Lòng chỉ biết yêu anh như ngày đầu có nhau. Làm sao để trái tim thôi nhớ mong trong đợi chờ. Giờ anh nơi đâu có nhìn lên ngắm khung trời muôn vì sao xa. Ta sẽ thấy trong ngàn tình tu có em dọi soi tình yêu chúng ta. Dù cười vui trong tia nắng mai hay nữa bất từng giọt ước buồn đêm, thì em luôn nơi đây thể nguyện tình yêu trai mãi mãi. Từng hạt tuyết rơi trắng trên lối đi xưa nào anh có nhớ. Tìm đâu đó cho đời ta hẹn hò. Thầm nhung bên nhau nguyện cầu xanh đôi từ trên trời. Chợ để dẫu cho anh em không hề hối tiếc. Đố trôi những giọt nước mắt trên bờ. Mùa lâu xin về cùng hát vang tình yêu đầu. Nguyện dần sẽ bên nhau mãi sau người yêu hơn. Dù em tin em những đêm buốt xa, cho đời em nguyện luôn mãi dõi theo bóng hình anh. Tôi cắm ai bây giờ nha. Tổn thương rồi nha. Đúng rồi, tóc dễ thương mà. Cái gì mà tập gym làm gì có.
Ok, tôi đo đúng không? Láo tiếp, tôi biết hết, chưa nói là tôi biết hết luôn á. Chỉ còn những buồn nhớ hả? Thôi, bài đó buồn lắm. Thôi để bữa sau em hát nha, sau sau đi. Ngày mai hát. Được không? Tổn thương quá rồi. Hát thảm họa đi hả? Ừ. Đang hát, bữa nay kiểu bị say hát dở lắm. Say chè quá hát dở lắm. You belong with me đúng không? Không, ủ say không có điều khiển được cái giọng luôn á. Ê, cảm ơn Thanh Trúc. Dễ thương quá à. Mai nhớ nhé, mai nhắc Trúc. Không có muộn, tại nãy đăng nhập không được cho một. You're on the phone, girlfriend sees upset. She going mad about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room on the typical Tuesday's night. I'm listening to cause of your she doesn't like. She never know your story like I do. But she wears shorts cause I wear t-shirts. She chicken the nail, I'm on the bleachers. Remember the day when you wake up to find out what you're looking for. It's been here the whole time. You can see that I'm the one who understands you. Been alone a lot, so why can't you see? Stream. You and your worn out jeans. I can't think and this is how we are to be. Laughing on first bend, thinking to myself, hey, isn't this easy? Yeah, you got a smile like a light in this hotel. And haven't seen the window wide since you brought you down. You say you find out you're better than that. Hey, what you doing with the girl like that? She's where she just kept the man out on the bleachers. Remember the day when you wake up to find out what you're looking for. It's been here the whole time. You can see I'm the one who understands you really long. Alone, so why can't you see? You belong with me. Kim cớ chê dở hả? Đúng rồi, mọi người
không hát nữa đâu. Sai chèo á, hát dở. Mở bài này Noel nghe cho nó có không khí nha. Hôm nay mọi người có đi chơi Noel không vậy? Nghe bài Mr. Cho. Chú thấy bài này mà chú không, chú thấy bài này dở quá cho nên là phải mở nhạc nghe thôi. Xe giờ mới lên. Trời, nãy nói 5:59 lên rồi 5:58. Sớm quá ha. Sớm 1 phút. But I'ma be under the mistletoe. I saw the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be in the mistletoe, but I'ma be under the mistletoe. Mừng ghê nữa chứ. Xả nãy giờ không thấy đồ đâu luôn á. Tí mọi người có đi chơi không vậy? Mọi người đang chuẩn bị đi chơi hả? Hôm nay mọi người phải lo đi chơi mình trước. I love you. Mai lớn không có đi được đâu. I love you. Love you. Cảm ơn hả? I love you. Hết sâu rồi, khen tóc đẹp cái cho vui đi nè. À đúng rồi, ngày mai chốt sâu 5 giờ chiều room 88 không? 5 giờ chiều room 88 mọi người nhớ lên chơi nha. Nhớ lên chơi xong rồi đi đâu thì đi nha.